mà cái cũ hàng trồng được hai tuần mấy rồi, bây giờ mọc keo không? Keo chưa? Đó, cũ hàng màu vàng được 2 thùng. Thế khoảng 3 tuần, 2 tuần mới ăn được. Dựa bây giờ mừng quay thử cái cũ hàng màu đỏ sao nha. Màu đỏ. Màu đỏ mắt kia. Toàn ngắn không? Đây của hàng màu đỏ này. Của hàng màu đỏ mọc chậm hơn của hàng màu vàng. Được 2 thùng luôn á. Từ lắng ngắm màu khô khô đất không? Đấy, được chờ thêm 2 tuần ăn được. Vẫn ngồi tàn ngắn không? Ôi trời ngắn à. Ngắn chẳng ngắn thế. Rồi lá hàng ăn được rồi. Mấy tuần rồi á? Trời, chắc 4 tuần này à. Ăn nhiều quá. Lắc một cơ lại thì từ lúc mừng chụp hơn tầm á, và phim lúc mừng tầm á thì đóng giờ không biết không? Cách khoảng 4 tuần rồi. Coi thử lắc một cơ lại. Củ hàng đây là màu vàng à, mình cho củ hàng màu màu đỏ chứ. Còn đây là lá lá ăn cuốn gì là ngon luôn rồi. À, mình bảo có để nhiều lắm, mình cho coi cái lá kia, lá hàng màu đỏ. Lá hàng màu đỏ thì cũng có 2 thùng nhưng ít keo hơn, màu vàng một keo. Củ hàng màu đỏ thì bán mắc hơn nhưng mà chắc ăn ngon hơn, ngon hơn thấy nhiều không? Lá hàng đá hả? Ôi trời, ăn được hả?